Nove, tipo 39. Đấy, nghe đều đến truyền làm việc buổi buổi tối là ai cũng cười rất là to mọi người. Đấy, chỉ nói cho vui thôi mọi người nhé. Mà đúng thật như thế. Casamento fazer grande. Sim, grande, Tem vestido branco? Sim. Também, mete casaco? Sim, mete casaco mesmo, com gravata. Aí é? Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Cà Cà Vlog, cuộc sống ở châu Phi. À, hôm nay cũng là công việc tại nông trại mới của người dân bản mọi người. À, hôm nay là cũng là nhìn cái nông trại đấy. À, bên này là chỗ khu vực này là chỗ nhà nghỉ nấu ăn ăn uống mọi người. Còn bên kia là đang làm cái nhà bếp đấy. Nhà bếp bên kia là cũng gần xong rồi. Đấy, để đi qua đây mọi người. Vậy vâng. Rápido, rápido, vamos comer. Yeah. É, pai. Não tem gente fome? Ah, tem que comer. Đấy, cái nhà là băng cỏ mọi người, băng gạch đất băng cỏ thôi. Đấy, rồi chúng cái gì cũng thấy sẽ hình thành từ từ mọi người. Đấy. Đấy là tận dụng những thứ gì là người dân có đấy để làm mọi người. Đấy, đất thì tường thì xây bằng đất này, đất thì gạch đóng bằng từ gạch đất đấy. Đấy, rồi là những cái cành cái, những cái cỏ là đi cắt về là xây đấy mọi người. Đấy, còn bên này còn một đội nữa đang đi cắt cỏ giờ mới về mọi người. Đấy, cứ chia tổ chế đội vài hôm nó mới ổn định là bắt đầu vào công việc là để mà trồng trọt. Mà trồng trọt bây giờ cũng chưa trồng trọt được mọi người. Đấy, trồng trọt là mấy hôm nữa. Vì cũng chưa đến mùa mưa, tầm một tháng nữa bây giờ mới bắt đầu là đến mùa mưa. Thì tận dụng là chưa đến mùa mưa đấy là để xây dựng nông trại một tí mọi người. Để cho nông trại được cái ổn định hơn đấy. Có nhà, có cửa, có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Dạ có ra nế. À nà tèm xe gần nế. Tên ni tèm nà tu đu coi ra ki ca ra ki ra ngoa xí. Tên ni tèm nà. À tè tèm xu va tu đu ki ra ta bò. Xô vong lên ba xu. Cú tí va mê tê ra. Xe mên tì. Dạ. Các em nhỏ thấy cái đồi cỏ với mọi người. Mỗi người một công việc. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Cứ làm băng cỏ thế sau à? Sẽ làm thêm những cái nhà khác nữa mọi người. Đấy, con ở đất ở dưới kia thì mọi người hôm nay đã cuộc sống hết rồi mọi người. Đang phơi đất để cho những cái gốc cỏ đấy là nó khô rồi bắt đầu mới đi tiếp tục là đập ra để lại những cái gốc cỏ đây để vứt đi cho nhà mọi người. Dạ, vậy không? Đấy, bây giờ để đi xuống dưới đây mọi người. Quay cho mọi người xem luôn. Đấy, chỗ này là người dân bản này mới trồng khoai tây đấy. Khoai tây cũng lên một ít rồi. Con dưới này đặt là người dân đã cuộc rồi, cuộc khai hoang lên rồi mọi người. Đấy, ở phía trên kia thì có mọi người là đang đốt một ít ở trên kia, người dân đang làm ở trên kia mọi người. Đấy, con ở đây là đốt hôm kia rồi. Đấy, bây giờ là chờ những cái đất này cuộc lên đấy mọi người, phơi đất đấy, vì cái đất này là đất cũ lâu năm đấy, là cuộc lên là phải phơi đất xong rồi mới bắt đầu là đi là đập đất ra rồi những cái gốc cỏ này để phơi cho khô rồi mới đốt được mọi người. Đấy, những cái gốc cỏ này thấy không? Những cái gốc này đây toàn là gốc cỏ thế này đấy cả mọi người. Đấy, phải chơi khô rồi bắt đầu mới mang cuộc đi đập đấy mọi người. Đập bằng cuộc, đập với bà tê con xa đấy nè. Vậy sao ở đây à? Vậy sao vào kê mà? Vào kê mà, khu vực này là đã cuộc lên hết mọi người, khai hoang lên hết rồi. Dưới này toàn là những cái cỏ lâu năm mọi người, nó bám lâu năm đấy, những cái gốc cỏ rất ấy luôn. Đây mọi người nhìn đây này, toàn là gốc cây cỏ này cả đấy. Nhưng không phải là một gốc, toàn những cái gốc cỏ này. Không phải là những cái gốc cỏ này là bao nhiêu năm đây rồi. Giờ cuộc lên này phơi cho nó khô, bắt đầu đập ra bắt đầu mới vỡ để khai hoang được mọi người. Dưới kia mọi người cũng đã làm được một ít rồi.
Đấy, giờ này cũng người dân là lên nghỉ ăn trưa mọi người, rồi những đồi đất cắt cỏ, còn những tổ đến kia cứ làm. Nói chung là từ hôm nay bây giờ là người dân là sẽ chia nhau mọi người, chia nhau đi ra ít hơn. Đấy, vì còn đi làm nướng, làm ruộng, làm rẫy của gia đình nữa, nên là mỗi tổ là 40 người đấy, sẽ là chia ra hôm nay là 20 người đi này, còn 20 người là ở nhà đi làm việc ở nhà, rồi ngày mai là những người hôm nay ở nhà thì ngày mai sẽ đi, và những người hôm nay đi thì sẽ ngày mai sẽ là ở nhà làm việc nhà. Đấy, phải chia như thế chứ ngày nào cũng đến đây không được, vì làm cũng không phải đông người giải quyết được nhiều mọi người, quan trọng là cái tinh thần làm việc ấy. Rồi đừng còn có công việc nhà nữa, rồi làm ở ruộng đông của gia đình nữa, nên là cứ chia như thế thì một hôm cứ đi khoảng tầm 100 đến 150 người mọi người đi làm mỗi hôm như thế. Đấy, làm nặng về bây giờ vào ngồi đây là chờ đồ ăn để nghỉ ăn trưa mọi người. Đấy, để đi vào xem đồ ăn là đã chín chưa mọi người này. Đấy, đồ nhà bếp đang làm đồ ăn bên này mọi người. Đấy, đồ ăn là bao nhiêu là hơn 100 đĩa đồ ăn đấy mọi người, bột ngô và cá đấy. Đấy, đây là cái chế đồ ăn này, tí nữa là mọi người vào đấy là lấy đồ ăn ra để ăn mọi người, rất là mát mẻ. Giá tại tủ luôn đấy. Chỉ bột ngô với cá thôi, ngày nào cũng thế. Otro foi cota cabiana nó về rồi đấy. Đấy mọi người đấy, đang bắt đầu là đi cắt cỏ, bắt đầu cứ đang về đấy mọi người. Đấy, từng đoàn người. Nó tận dụng đấy, vì bắt đầu sẽ đến, bắt đầu là đến người mua để khai hoang rồi. Ăn mua người dân bắt đầu đốt khai hoang đấy, nên là phải tận dụng đi cắt cỏ đấy mọi người. Đấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ đấy, đi cắt cỏ đấy. Về, đấy, cỏ là để làm cái nhà bên này mọi người. Cái nhà này đấy là ngày mai sẽ bắt đầu là lợp mái cái nhà bên này. Nhà bên này, nhà khó với nhà ở để ngủ bên này này. Dạ vậy, ese capin đấy. Para amanya, vamos meter aquí. Ese no llega, tiene cota más de voy de tarde. Cuando acaba come, vamos. Transporte más capi. Amanya ninguém foi mais, amanya só terminar aqui. Amanya esse caso até nem terminar. Cỏ bên này cũng đang còn nhiều mọi người. Đấy, và phải lấy đi về nhiều. Đấy, rồi những cái gạch đất này là sẽ là để xây cái khu vực phục vụ chăn nuôi mọi người. Esse adobe, né? Depois guarda bem, vamos fazer casa de para criar galinha, coelho, cabrito, muita coisa aí. Esse adobe. Vamos fazer um sítio, esse lado, outro lado aí. Ou você acaba comendo, tem ali. Mas não tem para mais capim. Esse não vai chegar, esse casa. Não vai chegar. Esse casa vai preso muito capim. Muito. Yeah. Tem ali meter capim? Ah, ok. Corta já ou assim. Tudo bom, velho, chama, comer. Tudo dá fome. Nãy con trong này là mình mua cái tấm mấy cái tấm ván này mọi người.
đấy, để làm những cái ghế này đó mọi người. À, cái này chắc là bác mới đóng xong đấy. À, esse cadela già mette prego, né? Hoje? Ok. Já tá bom? Sim. Vamos sentar assim. Já está. Uma coisa que quero falar, conversar, vamos sentar aqui. Đấy, một vòng này toàn là ghế đó mọi người. Đấy, ngồi tạm thế này thôi, thế này là ngồi quả chắc chắn quả đẹp luôn. Có cái chỗ ngồi là, chỗ ngồi, chỗ ở này là quả ok mọi người. Đấy, đây là cả cái xô nước để mọi người là, đấy, để lấy nước sạch uống đấy mọi người. Không tưởng là mình tặng ngoài cái xô này đấy. Rồi cái cá, rồi cốc cái này, để mọi người múc nước sạch uống nước là sáng là cứ đun vào đấy mọi người. Vậy. Ese de mañana está fefe agua mete aquí, ¿no? Ok, sí, sí. Yeah. Một vòng ghế này mọi người. Đấy, bây giờ đi ra bên này mọi người để xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa, để là cho để người dân là ăn uống buổi trưa. Đấy, cho người dân đã tập trung về đây cả đấy mọi người. Đồ ăn trong này chắc là cũng chuẩn bị xong hết rồi đấy. Hôm nay là làm cái hàng rào này đấy mọi người. Rau này làm gì? Bỏ ra đấy chứ. Ôi bây. Thế tên này tìm ra. Làm cái gì chuồng bò này. À xí tìm vua cả gia đình bôi. Né? Phải gì à xí tìm vua cả gia đình bôi. Nói ấy. Thế làm như chuồng bò này. À vậy ra có mấy xe giả nhá? Xe mà giả? Đấy, mỗi tổ trưởng là sẽ gọi những người làm ở trong tổ mình là để lấy đồ ăn mọi người. Đấy, đồ ăn ở trong này đã chuẩn bị đấy rồi. Rất là ngon luôn, những đĩa bột ngô và cả rất là tuyệt vời. Bỏ lên bàn rất là sạch sẽ rồi là thìa muỗng rất là sạch sẽ ok luôn. Cái này thảo đấy buộc cái này làm gì nhỉ? Đấy thì nói chung là những bữa ăn hàng ngày buổi bữa trưa, bữa ăn hàng ngày bữa trưa đây mọi người. Là mình cũng muốn cảm ơn đến những nhà hảo tâm Việt Nam mình đấy, đã gửi cả cái bữa trưa đấy. Ngày, nói chung là ngày nào mình cũng mua đồ ăn vào cho mọi người. Hôm nào không vào được thì mình nói là các em ở trong team là đưa đồ ăn vào cho cả người dân làm ở đây để ăn uống đấy. Thì một lần nữa mình cảm ơn các nhà hảo tâm Việt Nam mình rất là nhiều. Và bữa trưa hôm nay đây cũng cảm ơn đến một anh người Việt Nam mình giấu tên cũng gửi những bữa trưa đến cho người dân hôm nay đấy. Một lần nữa cảm ơn những nhà hảo tâm Việt Nam mình rất là nhiều. Đấy, bây giờ để cho mọi người là bắt đầu ăn uống thôi. Cái này thảo ra để đây làm gì này? Nhìn này, nó hay hãy nhỉ, nhìn nó kỳ quá. Đấy. Ghi chả đồ ăn còn rất là nhiều đây. Phui ăn là tẩy đấy. Bột ngô trong này cũng đang còn đấy mọi người. Ai mà đói thì có thể ăn thêm mọi người. Đấy. Con này cái nhà bếp mọi người. Cái nhà bếp là làm mà cũng rất là thoáng. Thế mình nghĩ thế này là vừa mọi người, là vừa rồi. Nếu bé sẽ làm từ từ. Đấy, xong này là cả cái bếp sẽ làm bếp ở chỗ này đấy. Dễ này. Nên là cái bàn nó sẽ là làm một cái bàn vừa chỗ này mọi người. Đấy. Bạn sẽ làm chỗ này đấy. Rồi ở ngoài này sẽ làm một cái sân đi ra ngoài này nữa mọi người. Đây, này sẽ làm một cái mái ra ngoài này nữa. Đấy, mái ra cái sân như cái hiên ngoài này đấy. Vì ở đây cũng gần cái chỗ mương được mọi người, để là phục vụ là nấu ăn rửa. Đấy, nói chung ở đây sẽ là làm một cái giếng mọi người, cái giếng sạch để mọi người là lấy nước sạch ăn uống.
Đấy, nói chung là mọi người xem cũng thông cảm cho mình và người dân, vì nói chung là người dân đi làm quá đông nên là phải làm thế này để gọi từng người một lên lấy đồ ăn thì ai cũng có chứ, để đấy nhìn cũng rất là lộn xộn, rồi là không đầy đủ đồ ăn đấy. Còn có những người già nữa, người già cũng đi làm rồi, những trẻ em cũng đến đây đi làm thay bố mẹ, nên là cứ gọi tên như thế. Vì hàng ngày những người nào đi làm là sẽ ghi tên vào đấy mọi người, để sau này những cái thành quả đấy đấy, ai làm nhiều sẽ được hưởng nhiều và ai làm ít thì sẽ được hưởng ít chứ. Chứ không phải là người làm nhiều cũng được hưởng như người làm ít đâu. Đấy, có làm thì mới có ăn, đấy, không làm thì sẽ là không có ăn mọi người. Đấy. Chứ có phải là cứ người thì đi làm 10 buổi và người thì đi làm 1-2 buổi cũng sau những cái thành quả chia đều như nhau, không được. Đấy, phải đi làm thì phải nói chung là những cái gì cũng phải là hướng dẫn ra, cũng như là tập cho mọi người những cái ngày đầu tiên ấy, đến làm nhiều thì sẽ sau là sẽ được hưởng nhiều. Chứ người làm nhiều mà cũng được hưởng như người làm ít, mà người làm ít cũng được hưởng như người làm nhiều thì lại là không đúng rồi. Đấy, làm nhiều thì sẽ được nhiều mà làm ít thì sẽ chỉ được ít thôi. Đấy. Nên là đồ ăn là thế, bây giờ chia thế này đấy, gọi tên từng người lên đấy, đấy, mọi người bắt đầu là sẽ ăn mọi người. Đấy, hồi trong này cái chòi này là ăn uống mát mẻ mọi người. Sạch sẽ này, bên nhà bên kia là mọi người là chia mọi ngồi mỗi nơi. Nói chung là những cái chỗ ghế và là những cái chòi này thì không thể đủ mọi người, vì người dân là quá đông. Thấy chưa? Đấy, có em này nó có đĩa đây đang để đấy mọi người. Có mê? À có mê phui. À. SD kì. Đấy là của bác phó thôn mọi người. Đấy là đang chờ, không biết bác phó thôn đi đâu rồi. Cháu đừng đấy. Ôi trời. Đấy, mình buổi trưa thì chỉ làm cái bánh nó cháy nước ấy mọi người. Đấy, để chia cho em nhỏ này nửa hết đấy. Cái bánh nó xé hết rồi mọi người. Đó, cũng không còn nhiều nữa. Có mê chứ? Hey, tôi có mít đó. Bác ngồi thôi, ngồi. À, cầm sổ sách chạy đi lánh quanh để xem có thiếu ai không mọi người. Bác là cầm sổ sách chạy đi về để xem còn thiếu ai, thiếu đồ ăn không. Nếu đồ ăn thì nấu nhiều lắm, thoải mái. Đấy, mọi người ăn hết rồi, bây giờ bác mới chạy vào ăn sổ đây mọi người. Ủa, đưa cháu đi theo bạc đấy. Nào xem là đường sau. Dạ. Nhưng mà có mình đây, vamos sentar comer junto. À, nào leva prato outro para ele. Lá. Ele já comeu. À, ăn rồi mọi người, trẻ con ăn trước rồi. Bây giờ đi theo theo ống này và lại ăn tiếp. Đấy, trẻ con ăn thì cũng là lúc nào cũng ăn mọi người. Trẻ có mẹ, có mẹ. Bác làm lấy trước lúc ăn mọi người ạ. Mình đang nhìn thế này, thấy bác đứng dậy mình nhìn lên mới thấy bác là đang làm lễ. Bên này là các em này cũng thế, là đi làm thấy bố mẹ là ăn có ghê. Ăn xong rồi la làm tiếp nhá.
ngày hôm nay đi bây giờ đi làm thế này mới nhanh biết mọi người, mà mới nhanh mà khỏe, em này cũng rất là khỏe như những thanh niên bên kia cũng thế. Đây, hôm sau sẽ làm một cái ban tròn ở đấy nè mọi người, để phục vụ ăn uống rồi là họp hành cái gì của bản nữa, sẽ là làm cái ban ở đấy. Tôi vào phải dùng mềm giá kỹ đấy, có em sẽ bao sim, marotas. Cái chòi này mùa hè ở thì rất là mát luôn mọi người, cực kỳ là mát luôn. Đấy, có mấy chị em đi ngồi bên cái bóng cây ăn bên này, có cái cây này cũng rất là lâu đời rồi mọi người. Đấy, ngồi bóng cây ăn này. Chà Peppa, Bobby tỉ giá. Đấy, bên này cái truyền thống là ngồi ăn ở đất mọi người. Đấy, con cái nhà này là ngày mai sẽ lợp xong cái mái đấy, rồi là mình để mang cửa vào lắp lên rồi mọi người là xong. Đấy, thôi bây giờ để mọi người là nghỉ ăn uống tí, là nghỉ ngơi thì là công việc buổi chiều mọi người. Đấy, mình đang là làm thêm cái bánh nữa, rồi ngồi chờ mọi người, ngồi nghỉ tí buổi trưa, chứ cũng rất là nặng luôn. Đấy, ăn xong bắt đầu vào đây uống nước đấy mọi người. Đấy, nước phải đun sôi này uống đấy chứ. No special. Đấy. Đấy. Đấy, đun nước sôi uống này chứ, không phải uống nước ở dưới mương nước bẩn á, đờ bệnh tật đấy. Nói chung là uống những cái nước bẩn mọi người, là bên này người dân hay bị sốt rét là như vậy đấy, uống được bẩn, được ở sông suối trong đôi núi là chảy ra đấy, rồi các em nhỏ cứ nghịch uống được cái đấy là bùng rún sản rất là nhiều luôn. Ôi trời ơi, ngồi nghỉ tí ngon. Ê, gì, ủ tiêu mà đi đâu? Không. Em đi mà. Hai đi mà. À, hai chị em mọi người, mình tưởng là vợ chồng. Ở bên xe cá ra đủ. Đấy, ăn xong là còn được sạch uống đây luôn mọi người, còn có gầy. Chà. Cuando acaba come fala. Ca. Ya, para mí. Oye, ¿eso me ya? Ay. Đồ ăn đang con mọi người là chia thêm cho cả anh đàn ông, anh đàn ông là làm việc nhiều hơn. Buổi ngày làm việc ở đây rồi buổi tối con phải làm việc ở nhà nữa. Dạ, tên mai tu du comida tên đã tu du ôm mày. Để sai được con mẹ bé apa nhà phò sa. Đi dia trabalho aqui, de noite também vão trabalho. Não é? Dạ. Vậy đã đi nè. Ngay đến đây làm việc rồi. Đấy, nghe đều đến chuyện làm việc buổi tối là ai cũng cười rất là to mọi người. Đấy, chỉ nói cho vui thôi mọi người nhé. Mà đúng thật chứ thế. Assim não é? Didi, homem, vamos aqui, corta pau. Assim, cavar assim. Muito cansado. De noite? Esse mulher vai. É, que é qual que é?
ở thêm mua lê ô mana mana đi nói tin nào mana mai mari rồi ta ba lẻ nhá ngay đi làm mệt thôi thả tội thả cho cả anh rồi ngay đi làm mệt tội về con bắt làm việc xúc than này đi đĩa ra con sa đủ đi nói thì vào phải chơi cá ba mai đi nói thì phải chơi manda ba tê mai adobe nói chung là cái giờ ăn trưa mọi người ngồi đây với mọi người chơi mọi người ăn thì cùng nói chuyện mọi người tí cho vui thế thôi đùa nhưng mà cái này cũng thật mọi người ngay đi làm mệt rồi tối về còn phải làm việc nữa đấy có chi này là nói trung tù là cười có kẻ cười từ lúc nãy giờ mọi người Eso tú duro de noche trabajan, ¿eh? ¿Qué no te trabajan de noche? No, ese también no tiene. Aquí también no tiene. ¿Ah? No, no es dos, no tengo trabajo. ¿Durmí con Mai? No, con Mai. No, filho fica con Mai, así que familia. No, aquí no tengo. Quando você não tem mulher ainda, tem que ficar junto com a mãe? Ah, eu assim já sou adulto, vou ficar com a mãe. Ah, é? Dezenove? É tipo 39? Tipo 39 mulher. É você? Eu. 28. 28 não, não tem mulher? Tipo 60. E qual é o problema aí? Hã? Hã? Ai, mas tá muito, mas tem como? E tem problema? Não, não tem. Não tem como não tem mulher? Não, namorada sim, mas mulher de casa sim, não. Aí é? Então tudo tá trabalhando, né? Não, trabalha. Não tá falhando, né? Não, não falha. Ah, eu pensei, esse 20 anos não tem mulher. Não, namorada tem, mulher de casa não. Aí é. Aí, ngồi nghỉ tí mọi người, nói chơi vui thế thôi. Bây giờ đi tiếp tục công việc mọi người. Ăn xong rồi uống nước này. Đấy, ăn xong rồi uống nước này, đây con đồ ăn này đang cất đây này mọi người. Dạ. Đấy, bây giờ ăn xong rồi mọi người bắt đầu là tiếp tục công việc mọi người. Đấy, mọi người một công việc này tiếp tục đi ăn. À quên, mọi người một công việc tiếp tục đi làm chứ, ăn xong rồi mà. Dạ. À. Um tenho um grupo que não vai vir, depois tem o casamento. Ok. Tem casamento. Casamento aqui na aldeia? Na aldeia. Aqui na aldeia. Ok. Sim. Aí é. Vai fazer casamento. Então se preparar para o casamento. Ok. Ah. Ah. Ngày mai có đám cưới là một số người sẽ nghỉ. À, um grupo vamos parar, né? Outro grupo vamos trabalhar. Sim, sim. Ok. Sim. Outro trabalho. Como ao vivo. Ah, casamento fazer grande? Sim, grande. Tem vestido branco? Sim. Também? Mete casaco? Sim, mete casaco mesmo, com gravata. Ah, é? Ah. Tem assim, caro, assim? Não, caro não tem. Ah, vai buscar nós, vai como? Assim. A pé? Andar mesmo assim. Ah, é? Ah. Então, bora lá, corda, vamos mọi người. Não me avisa? Podemos avisar. Vamos, aonde que? Papel, convite. Papel, convite. Vamos escrever. Aí é. Vamos escrever hoje. Ok. Tem que mandar convite. Amanhã vamos escrever. Ah, ok. Vou chegar lá, vamos comer. Tá bem.
No, cabrón, vamos a meter en un carro, vamos a llevar. Ya, ya. Đấy, thôi bây giờ để đi làm tiếp tục công việc mọi người. Dạ, ông ra vòng một con tin nữa. Sí, sí. 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 Đấy, thôi bây giờ để tiếp tục công việc buổi chiều mọi người. Đấy, video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hãy và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng KK Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở bên núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Đấy, có đã cứ ném lên này mọi người.